mất tài sản rồi cô, nhưng cô nói là bây giờ cứ ly dị đi. Tôi với ông chắc cũng chưa có hết duyên hết nợ đâu, mà ý là cô nói là ý là ly dị là cái tài sản là phân chia cho nó xong đi, rồi là ý là cô đòi là dành phần đứa con như này như kia, là có nghĩa tài sản cô muốn để lại, em nói là để lại cho con, thì ý là cô nói là cô ở đó cô nuôi con như này như kia, ví dụ như sau này em mà có ăn hối lỗi, ý là vợ chồng lại quay lại nhau, ý cô nói theo cái hướng đó. Nhưng mà dạ, thật ra thì cô đấy, cô rất là lo là một lần rồi này là mất một cái nhà, nếu bây giờ chơi bờ một bữa nữa sơ suất đi mất nốt cái nhà thì mẹ con cô ra đứng đường dắt tay nhau về quê. Vì vậy bây giờ thì làm cách nào đó để cái nhà ấy hợp pháp tên cô ấy và tên các con, để ví dụ như em có nợ nần em cũng chẳng chẳng bán được cái nhà đó, thì cô người mẹ người phụ nữ nghĩ bao giờ nghĩ cho các con, sợ nhất là con trắng tay. Thế kể cả là vợ chồng chia tay nhau trong hai người cùng nhất trí là cái đó chuyển sang cho con hay là thừa kế cho con thì người ta cũng sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà thôi cũng cũng không mình cũng không theo cái kiểu dụ ấy là cứ ly hôn giả vờ này rồi chia tài sản rồi rồi chuyển sang cho con rồi sau đấy nếu ngoan thì lại quay lại. Đây không phải là trò chơi. Hôn nhân Thì vợ em cũng chồng nghĩ nó như vậy, phải cho nên em bảo là em không muốn làm cái chuyện nó rùm beng lên như cái gì vợ chồng nói dừa, chứ đâu có cái gì đâu mà rồi nhiều đấy. người là cũng cứ nghe bảo thôi thì đã nói thế xong rồi ly hôn giả vờ cuối cùng thì mất vợ mất chồng thật ấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ giải quyết được việc của gia đình nhà mình bạn nhé. Rồi, cảm ơn chị. Chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Lạng Sơn. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy? Vâng, là câu hỏi của em là bây giờ bạn gái em mang bầu được 7 tuần rồi ạ. Vâng. Nhưng mà em cho uống thuốc, kiểu thuốc lao thai mà bạn gái em uống được gần một tháng, hơn một tháng này rồi, nhưng mà hôm đi khám lại thì vẫn ra máu, thì bác sĩ lại cho uống tiếp và là uống xong 3-4 ngày thì sẽ ra hết máu nhưng mà vẫn chưa ra hết. Nếu chụp lại thì có một cái nguyên để lưu thai ạ. Vâng. Giờ bỏ chân cá rồi thì bác sĩ bảo nếu mà uống không ra thì mổ, thì em muốn hỏi bác sĩ là có ảnh hưởng gì về sau này sinh sản không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời chị ạ. Ừ, chị chào em. Vâng ạ. Ừ, bạn gái à? Vâng ạ, bạn gái em ạ. Thế à? Tức là để có thai ngoài ý muốn đúng không? Vâng ạ. Ừ. Sức khỏe chung bạn gái bây giờ thế nào em? Cũng bình thường, có lúc mệt mỏi. Tức là bây giờ bạn ý đình chỉ thai nghén bằng biện pháp mà uống thuốc à? Vâng ạ. Làm ở đâu hả em? Em làm ở phòng khám tư thôi ạ. À thế à? Vâng ạ. Bởi vì theo chị biết ý, thì nếu mà đình chỉ thai nghén bằng biện pháp đặt thuốc ý, thì phải là cái nơi bác sĩ đấy phải rất có kinh nghiệm và cái đấy phải được theo dõi trong hàng ngày liền. Và người ta còn quy định là cái chỗ nhà mình ở cho tới cái chỗ trung tâm mà mình đặt thuốc để phá thai đấy là nó phải không được quá 5 km, ví dụ như thế. Tức là người ta phải có những cái quy định rất là chặt chẽ đối với việc mà phá thai bằng thuốc ấy. Thế và bây giờ mình lại làm ở phòng khám tư như thế này thì, và bây giờ đi siêu âm thì lại như vậy là nghe chừng là có vẻ thất bại đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thì cái bác sĩ thưa bảo là cái thai thì cũng ra rồi nhưng mà có một cái nguyên bằng ở chân cái. Thường là nếu siêu âm ở trong tử cung mà nó có một cái khối âm như vậy thì nếu như mà bạn em là có thai thì có thể là đấy là thai nó chưa ra mà đấy chính là cái thai nó đang làm tổ ở trong tử cung, thì nó có thể có một cái khối âm như vậy. Siêu âm thì chỉ biết nó là cái khối đấy thôi chứ còn không rõ nó là cái gì. Thế trường hợp thứ hai có thể là nếu có những cái u sơ tử cung hoặc những cái nhân sơ thì nó cũng thể hiện qua các khối âm như vậy. Thôi bây giờ theo chị thì thế này, đưa bạn vào khoa sản đi, bệnh viện tỉnh ý. Vâng nhá. Ừ, đưa bạn vào đấy tận đấy khám đi. Rồi ở đấy người ta sẽ phải làm các cái xét nghiệm cần thiết cho bạn. Ví dụ như là nếu mà bác sĩ ở phòng khám mà chẩn đoán là thai đã ra rồi thì khi làm xét nghiệm nước tiểu thì người ta cũng có thể biết được cái điều đấy. Bởi vì nếu đúng là thai ra rồi thì xét nghiệm nước tiểu nó sẽ là âm tính. Và nếu thai ra rồi thì cái khối ở trong tử cung nó lại là cái khác, là chuyện khác. Hoặc giả sử như là thai ra nhưng mà bánh rau không ra hết chẳng hạn thì nó lại có thể thể hiện như vậy. Tức là tóm lại hiện nay là mình tưởng tượng là đang có cái vấn đề gì đấy nó không được thuận lợi lắm trong tử cung của bạn gái. Thế và mình thì lại là chưa kết hôn và nó sẽ có rất nhiều điều. Chị cũng muốn nói với em rằng là cái chuyện tai biến khi mà đặt dùng thuốc để phá thai hoặc là những cái tai biến sau đình chỉ thai nghén bằng biện pháp khác thì nó cũng có thể là có. Thế cho nên là hiện nay trong giai đoạn này thì tốt nhất đối với em bây giờ là phải đưa bạn gái đi khám và điều trị triệt để
Cái thứ hai vô cùng quan trọng đấy là động viên bạn gái, ở bên bạn gái những lúc này là người ta khó khăn nhất về mặt tinh thần. Và cái rất quan trọng là sau này em phải có trách nhiệm với bạn gái về sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng, kể cả mọi điều liên quan đến chuyện con cái sau này là mình phải có trách nhiệm với bạn gái em nhé. Vâng, nhanh chóng khẩn trương đưa bạn gái của mình đi khám để bác sĩ có cái điều trị tốt nhất cho bạn gái của mình bạn nhé. Vâng, cảm ơn chương trình của chú ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Mời các bạn tham gia chương trình qua số điện thoại 024-7307-0707. Chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Điện Biên. Dạ, em thưa chị ạ. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Dạ vâng, em sinh con được gần 4 tháng thì hiện nay cái bên vú trái của em nó xuất hiện một cái khối u mà gần đây thì thấy nó hơi đau đau, thì em muốn hỏi là nó là bị bệnh gì ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ có câu trả lời cho bạn. Chị chào em. Dạ, chào cô ạ. Từ lúc mà mình có thai là đã có cái khối đấy rồi. Vâng, khối u nhỏ nhỏ nhưng mà không có biểu hiện về đau và như thế nào ạ? Vâng. Trước khi có thai thì có không? Dạ, trước khi có thai thì không ạ, không có ạ. Chỉ khi có thai mới có thôi gì. Vâng. Và có thai lúc đấy là cũng phải gần lúc sinh rồi mới có đúng không? Vâng, gần lúc sinh ạ, tức là chửa to rồi thì nó mới xuất hiện theo ạ. Ừ, em vẫn cho con bú à? Dạ vâng ạ, bởi vì con cháu bây giờ mới được gần 4 tháng ạ. Ừ, có cho nó bú ở cái bên bị đau đấy không? Có, vẫn cho bú mà bên này thì bên cái bên có khối u đấy thì nó rất là nhiều sữa ạ. Ừ, thế cứ cho bú nhiều vậy nhé. Chị thì chị không nghĩ là khối u gì cả, mà chị nghĩ là có thể là một cái tuyến sữa ấy, có thể nó bị trục trặc gì đấy. Ví dụ thường là những cái người mà mới sinh con mà cho con bú, mà như trường hợp của em thì thường là hay là tắc tuyến sữa thì nó cũng có thể có những cái khối như vậy. Nhưng nếu như tắc tuyến sữa thì nó phải rất là đau, và tức là động vào nó đã đau, đau kinh khủng ấy. Thì trong những trường hợp như vậy thì người ta phải đi day để đánh tan cái khối đấy ra, và người ta sẽ có những cái biện pháp để giải phóng cái khối tắc đấy. Thì cái bú đấy thì là sữa chảy rất mạnh nhiều, và không có hiện tượng đau cả bú, mà chỉ cái khối u đấy mà thi thoảng nó động vào thì nó hơi đau ạ. Chị nghĩ nhiều đến việc là có thể là nó có một cái sơ gì đấy ở một cái tuyến sữa nào nó gây lên hiện tượng như vậy, mà bởi vì nó xuất hiện ngay từ lúc mà mình có thai ấy, là do nó thay đổi cái nội tiết là nó đã có cái khối đấy rồi. Cháu đang lo vì bây giờ cháu đang công tác ở xa, nếu mà về thì lại lên thì nó đường đi rất là khó. Về thì sợ phải nằm viện điều trị các thứ thì nó lại ảnh hưởng đến công tác và ảnh hưởng đến việc nuôi em nhỏ, và cháu muốn hỏi là nếu như mà để đến sau khi cai sữa mà điều trị có được không ạ? Nó tùy thuộc vào cái tính chất cũng như là cái sự phát triển của cái khối đấy. Nếu như mà nó không to lên, rồi là nó không gây biến dạng, gây co kéo của cái vú đấy, tức là người ta không nghĩ đến khối u ác tính, thì mình có thể để được. Thế còn trong trường hợp mà nó lại biến chứng sang cái loại khác, nó gây hại thì em buộc phải điều trị. Nhưng mà chị thì chị vẫn nghĩ nhiều đến khả năng nó là trường hợp lành thôi. Thế nhưng mà để cho cẩn thận thì có lẽ là em vẫn phải thu xếp thời gian em đi khám một buổi đi nhá. Em đi xuống dưới chỗ mà có điều kiện ý. Ví dụ như là em ở Điện Biên thì có lẽ là khám cái đấy cũng phải xuống đến bệnh viện tỉnh đấy em ạ. Mang con về xong rồi hai mẹ con đi khám phải vất vả một chút. Quan trọng là mình khám để mình xem nó là cái gì nhá. Nếu như mà trường hợp cần thiết mà thực sự là nó không thuận lợi thì mình vẫn phải sắp xếp thời gian và công việc để mình xử trí, mình điều trị, bởi vì nó liên quan đến sức khỏe của mình, đúng không? Thế còn nếu như mà nó chỉ là cái tắc tia sữa thôi, hoặc là cái u lành thôi, thì ở đấy người ta sẽ hướng dẫn cho em cái cách điều trị, cũng như là việc là mình quyết định là có để được đến khi cai sữa hay không thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào tính chất của cái khối đấy nhá. Em cảm ơn ạ. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Mời các bạn tham gia chương trình qua số điện thoại 024-7307-0707. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Sóc Trăng. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em có người bạn trai, nhưng mà người bạn trai đó là em cũng biết là có người bạn khác rồi, nhưng mà người đó vẫn yêu em, nhưng mà em muốn lánh xa người đó.
Rồi em làm cách nào để em nói như thế nào để em lấn xa người bạn trai em hả chị? Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Tinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Rồi anh chào em. Dạ em chào anh Linh Đoàn. Ừ, tức là mình yêu một bạn trai xong rồi mới dạ. phát hiện là anh ấy lại còn có bạn gái khác, đúng không? Dạ. Và vì vậy thì mình thất vọng, mình muốn là rút lui. Dạ. À, nhưng không được, mình đã làm gì rồi? Dạ em chưa làm gì hết, em chưa nói gì hết, nhưng mà người yêu của em còn với em hơn 2 năm rồi mà cũng chưa có một lời nào cho phiền phức với nhau hết, cho buồn phiền với nhau hết. Ừ. Nhưng mà bây giờ người yêu của em thấy như vậy đó rồi, em muốn chia tay nhưng mà em không biết nói bằng cách nào để em chia tay. Rồi, tại vì là... anh ấy không có làm gì cho em buồn hết. Ồ. Ừ. Mà em cũng chưa có làm gì cho anh ấy buồn hết. Dạ. Nếu anh ấy là một người đàn ông lăng nhăng, có nhiều bạn gái, yêu cô này rồi lại yêu cô khác, rồi hẹn hò tùm lum tà la, thì làm sao mà em không có lúc nhận ra đây 2 năm rưỡi em chưa có lúc nào để buồn, thử hỏi rằng kiếm ở đâu được cái người chàng trai như thế. Và em với cái anh ấy cũng là ở gần nhau đúng không? Dạ em ở xa nè, em ở xa nên được. Sao em ở Sóc Trăng, còn bạn trai của em ở Long An. Gặp nhau thế dạ. nào? Tức là thỉnh thoảng em lên Long An, anh lại xuống Sóc Trăng. Dạ. Thế hả? 2 năm rưỡi thì đi lại gặp nhau được mấy lần rồi? Dạ em gặp nhau mỗi tháng, hơn tháng là em gặp nhau lần. Anh ấy có về nhà rồi, em đi không? Lên anh ấy chơi đi 2-3 ngày em mới về. Còn anh ấy đi xuống với em chơi cũng 2-3 ngày mới về. Rồi đi thì chiều thứ sáu đi, xong rồi đến tận sáng thứ hai về luôn đúng không? Dạ. Em biết gia đình anh ấy không? Em lên Long An thì đến chỗ cơ quan anh ấy, hay là đi nhà nghỉ, hay là về nhà anh ấy? Thì đi lên thì lên ở nhà nghỉ, còn ảnh chở đi về quê, ảnh về cha, về mẹ, ảnh về cô, về chú, ảnh vậy đó. Có về đúng không? Gặp ba mai dạ, rồi. Dạ, đúng. Rồi dạ. Em thấy gia cảnh thế nào? Gia đình người ta làm sao? Cô bác rồi cũng thương em lắm. Dạ. Thế tóm lại thì 2 năm rưỡi rồi, hai em cũng nghe có vẻ cũng chứng chạc rồi đúng không? Đã bao giờ bàn đến chuyện là ba má anh xuống dưới Sóc Trăng rồi là thưa chuyện xong rồi làm đám hỏi rồi làm đám cưới gì không? Hay là cứ dạ. tháng lại gặp nhau 3 ngày xong rồi về cứ vui cả tháng lại chờ đến tháng sau vậy? Dạ không, tại vì ai cũng có gia đình, có con hết rồi anh Linh Đoàn. Dạ, nhưng mà anh ấy thì vợ, còn em thì ông xã em chết. Dạ. Thì giờ con cái của em á thì nó cũng có công việc riêng của nó hết, còn con của anh ấy là nó còn đang học đại học. Trời, anh hiểu rồi. Cho nên em mới nói với ảnh thôi giờ mình làm bạn đời lâu lâu mình tới mình thăm vài ngày. Chứ em không thể nào em về đó mà để em lo cho con cái của ảnh được. Ảnh thì ảnh đi làm nuôi con cái ảnh. Nhưng mà anh ấy thì vợ anh vẫn còn đúng không? Dạ vợ ảnh thôi. Anh làm vợ anh làm thôi sao? Vợ. Anh bỏ vợ đúng không? Dạ. À thôi vợ. Ai... Còn em thì là ông xã thì mất. Dạ. Ừ thì về tránh danh chính ngôn thuận, mặc dù mình đã từng có vợ có chồng nhưng mà cho đến giờ phút này vẫn là trai không vợ, gái không chồng. À, tình dạ. yêu mà tìm đến với nhau cũng rất là bình thường. Dạ. Thế thì thế này, em không có ý định tiến tới hôn nhân đúng không? Duy trì dạ, thực đúng. Trạng hiện nay thôi thì ai cũng đã có từng có gia đình, bây giờ tuổi cũng không còn trẻ, mỗi bên đều có những gánh nặng riêng của mình, con dạ. cái lo cho nó học hành rồi dựng vợ gả chồng cũng đã rất là mệt mỏi. Ở cái tuổi này dạ. có được một người bạn mà như em nói là bạn đời, nhưng thật ra là người bạn tâm giao, tri kỷ chia sẻ, lâu lâu lại gặp nhau thôi thì chia cái này sẻ cái kia, thiếu thốn cái này cái khác thì bù đắp. Được như thế cũng đã rất tốt rồi. Dạ. Thế còn thì thế thì đừng gọi là đừng hờn ghen nữa. Dạ. Tuổi này rồi nói thật đàng hoàng với nhau đi. Dạ. Em cứ nói thẳng mình là phụ nữ, mình chủ động đi.
Em biết rằng là bên anh cũng còn rất là vất vả, các cháu nó còn nhỏ còn học hành. Thế rồi là em thì thật sự bây giờ mà nghĩ là chuyện là lên xe hoa hay đi bước nữa về nhà anh để cùng anh gánh vác việc gia đình thì em rất là ngại, vì em còn còn các con của em, và sắp tới thì em bên bà ngoại bà nội đúng không? Vì vậy thôi cứ quý nhau thì thỉnh thoảng anh xuống với em rảnh thì em lên với anh, thế cũng được rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho Rồi chị em cảm ơn sẽ Minh có một Trọng. cuộc Rồi, sống vui và hạnh phúc. chào. Chúng ta chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Chị em hỏi mà năm nay là em 22 tuổi rồi mà đi ngủ buổi tối hay là ngủ buổi trưa mà vẫn hay mộng tinh ra này. Em Vâng. hỏi. Bạn lập gia đình chưa? Dạ, em chưa. Thế à. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Chị chào em. Vâng, em thật chị ạ. Nhớ không em? Cũng nhờ lần chập thì em thì tuần bị thì bị 2 lần, có tuần thì bị tận 5 lần cơ. Thế à? Ừ. Vâng ạ. Cái chuyện mà mình bây giờ mình đang 22 tuổi mà mình mộng tinh là chuyện hết sức bình thường nhá. Mình không phải lo gì đâu nhá. Bây giờ mình đang ở trong cái giai đoạn phát triển rất mạnh của cơ quan sinh dục. Thế và mình mộng tinh 1 tuần 2 3 lần là chuyện cũng bình thường. Em không có gì phải nghĩ cả. Chỉ có điều là ví dụ nếu như có thủ dâm thì cố gắng là thứ nhất là phải giữ vệ sinh ấy. Thứ hai là những cái hành vi của mình nó vừa phải nhẹ nhàng, nó không gây tổn thương cho cơ quan sinh dục là được nhá. Trừ trong những cái trường hợp mà mình ví dụ mình lạm dụng sách báo tranh ảnh hoặc là internet hoặc là những cái tức là dùng những cái hình ảnh hoặc là chuyện để mình kích thích nó nhiều thì không nên. Không nên lạm dụng. Thế còn nếu như mà em vẫn sinh hoạt bình thường, chế độ học tập, chế độ làm việc của em bình thường mà 1 tuần em 2 3 lần là chuyện hết sức bình thường, mình đừng lo lắng gì nhé. Vâng Ừ, ạ. thế nhá, chị chào em. À, em chào em. Vâng, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Mời các bạn tham gia chương trình qua số điện thoại 024-7307-0707. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Giang. Tớ nói ba đứa con là vợ cũng mất sớm thì tớ cũng buồn. Tớ bảo là thôi tớ cũng chả cần lấy ai nữa đâu.